Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cháy nhà làm 4 người tử vong, hiện trường vụ cháy trong hẻm 623 trên 20, đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm Nguyễn Thị Hồng Xuân sinh năm 1978, Lê Thị Hồng Tuyết sinh năm 1977, Trần Quốc Cường sinh năm 1986 và LHD sinh năm 1968 đều sống tại căn nhà số 623 trên 20 trên 19. Bảy người thoát nạn cùng một số nhân chứng được ghi nhận lời khai để làm rõ. Qua tìm hiểu căn nhà số 623 trên 20 trên 19, gồm nhiều thành viên là anh chị em sống chung với nhau. Căn nhà này nhiều tháng trước treo bảng bán với giá 5,2 tỷ đồng. Người giao bán là ông LHD, nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Tuy nhiên, nhiều người đến hỏi mua, gia đình đều từ chối tiếp, không bán vì căn nhà này dùng thờ cúng và hương hỏa cho cha mẹ. Việc ông D muốn bán căn nhà là ý kiến riêng của ông D, gia đình không đồng ý việc nhiều thành viên không đồng ý bán căn nhà dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Đỉnh điểm là khoảng 2 tháng trước, trong lúc mâu thuẫn, ông Đê đã dùng xà bông giặt pha với nước tạt vào vợ chồng bà Xuân, khiến ông Tèo bị tái ngã, bị thương ở vùng xương sườn. Công an phường đã giải quyết vụ việc và bắt ông Đê, cam kết không tái phạm. Tối ngày 16 tháng 2, gia đình tập đánh bài nhưng ông Đê không tham gia. Đến hơn 0 giờ ngày 17 tháng 2 thì cả nhà đi ngủ. Đến hơn 3 giờ cùng ngày thì vụ cháy xảy ra. Do căn nhà xuống cấp trước Tết gia đình có mua một số thùng sơn về sân sửa lại nhà nhưng không kịp sửa nên cất tạm trên gác chờ qua Tết sửa nhà. Khu vực xuất phát cháy là căn gác nên có khả năng những tiếng nổ trong đám cháy là do các thùng sơn này gây ra. Tại hiện trường hai căn nhà cấp 4 gồm một trệt và gác gỗ bị cháy rụi, đổ sập, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Một số căn nhà kế bị cháy xém tại hai căn nhà bị cháy các tổ công tác tiếp tục tháo rỡ mái tôn kiểm tra khu vực gác gỗ nơi phát hiện bốn nạn nhân tử vong thu thập dấu vết giàn giáo được dựng lên để tránh trường hợp các bức tường của hai căn nhà bị đổ sập sau vụ cháy các tổ công tác lần theo dấu vết trong đống đổ nát để thu thập thông tin tiến hành điều tra Căn nhà bị cháy rụi gia đình gồm 4 người của anh Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1983, chủ căn nhà số 623 trên 20 trên 21, phải sống tạm tại một căn phòng trọ gần đó. Bạn bè hay tin liên tục gọi điện cho anh và muốn đến giúp dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà bị phong tỏa ngay cả anh Toàn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Anh Toàn kể, thời điểm ngọn lửa nhà kế bên cháy lan lên gác nhà mình, may mắn anh toàn vợ và hai con ngủ bên dưới tầng trệt nên phá cửa thoát ra ngoài kịp thời. Lửa cháy quá lớn anh toàn chỉ kịp dắt được hai chiếc xe gắn máy ra ngoài, còn lại toàn bộ tài sản bị cháy rụi, căn nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn. Cùng thời điểm này tại căn nhà bị cháy một người đàn ông kịp thời kéo hai đứa nhỏ thoát ra ngoài hoảng loạn kêu cứu. Bà Tê sinh năm 1974 có nhà sát vách với hai nhà bị cháy vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát nạn cho biết thời điểm cháy bà Tê và con gái lớn đang ngủ trong phòng trên gác thì nghe thấy mùi khét ngạt thở nên vùng bỏ chạy ra ngoài. Bà Tê gọi điện cho chồng về nhà sau đó chồng bà Tê leo lên gác dập lửa. Lúc này lửa đã bén vào la phong chồng bà Tê đã dùng gậy phá cửa sổ để khói thoát ra ngoài lấy gậy đập lửa đang cháy hừng hực trên xào đồ. Để tránh lửa cháy lan, chồng bà T vừa dập lửa vừa thu gom các vật dụng dễ cháy ra ngoài trước khi ngọn lửa được lực lượng cháy chuyên nghiệp dập tắt. Tại hiện trường căn nhà bà T bị cháy rơi la phông xuống gác gỗ. Cũng may lúc lửa bén qua mẹ con kịp thời tỉnh giấc. Nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Vì khói độc gây ngạt, khó thở kinh khủng, bà T thuật lại. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến 4 người tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ và vẫn chưa được công bố chính thức.